Nếu bạn chăm chỉ, bạn có thể trở thành một người lao động tốt, thậm chí là một người lao động giỏi. Nhưng nếu bạn yêu nghề, thì bạn còn có thể trở thành một người lao động sáng tạo. Đó là câu chuyện ở nhà máy Z183 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay sau đây. Chuyển từ chủ yếu là sửa chữa sang chủ yếu là sản xuất. Đó là bước ngoặt trong nhiệm vụ của nhà máy Z183, đồng thời đặt ra bài toán khó hơn cho mỗi người lính thợ. Trong đó có đồng chí Nguyễn Xuân Định, nhân viên phòng cơ điện cùng nhóm nghiên cứu. Nhờ sáng kiến về lò ủ liên hoàn tự động phôi đồng các loại đạn pháo của nhóm, nhà máy đã giải quyết được khâu thắt trong sản xuất. Năng suất lao động được tăng lên từ 3 đến 5 lần, chất lượng bảo đảm và độ an toàn thì cao hơn. Sáng kiến lò ủ liên hoàn đấy là giúp cho tăng cái sản lượng trước. Ngày trước mình sản lượng trước là khoảng 150 quả một ngày chẳng hạn một ca, nhưng mà mình có thể sau này sau khi có lò liên hoàn thì mình lên khoảng 300 đến 500 quả một ca. Còn đây là một thành quả khác mà anh chị em trong nhà máy vẫn tự hào khoe là của nhà trồng được. Lò nhiệt luyện tự động này đã được chế tạo thành công và đưa vào ứng dụng ngay tại phân xưởng A3. Với mức nhiệt luôn được duy trì là 650 độ C với thời gian ủ khoảng 1 tiếng. Hiệu quả cho thấy thiết bị làm việc ổn định, độ bền cao, nhiệt độ duy trì trong các khoang bằng nhau. Phong trào thi đua sáng tạo của nhà máy Z183 không chỉ mang lại những sản phẩm như thế, phục vụ nhiệm vụ chung, mà còn giúp những người lao động tự khai phá tiềm năng của bản thân, qua đó tự nâng cao trình độ tay nghề. Để có những tay nghề với chuyên môn tốt thì bản thân thì cũng luôn tự tìm hiểu và học hỏi trên giáo khoa, sách giáo khoa và cũng như là trên mạng xã hội. Để tiếp thu những cái kiến thức để phục vụ vào áp dụng vào nhu cầu sản xuất. Lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật tưởng như là sự khô cứng của việc dập khuôn theo một quy trình sản xuất cố định với những thiết bị, máy móc được biên chế. Nhưng những bàn tay người thợ thì lại có năng lực sáng tạo riêng để phát huy tốt hơn những khối sắt thép họ có trong tay.